Chiều ngày 16 tháng 6, đoàn kiểm tra khảo sát của Đảng đoàn Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Hội An về kết quả thực hiện công tác tôn giáo trên địa bàn. Tại buổi làm việc, Ban Dân vận Thành ủy Hội An đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 26 ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức thực hiện đề án tăng cường vận động đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay và hướng dẫn số 02 ngày 15 tháng 8 năm 2019 về quy trình lựa chọn, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng và phát huy vai trò của cốt cán phong trào trong các tôn giáo. Theo đó, tình hình tôn giáo trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, hoạt động của các tôn giáo đi vào nề nếp, tuân thủ quy định của pháp luật. Các chức sắc chức việc và bà con tín đồ tin tưởng vào chính sách pháp luật của nhà nước về tôn giáo, yên tâm hành đạo, gắn bó cùng cộng đồng, tích cực tham gia các cuộc vận động. Đến nay, Hội An đã ký kết với 6 tôn giáo về chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các tôn giáo đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, chung tay vì người nghèo và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực đánh giá cao việc triển khai kế hoạch 26 và hướng dẫn 02 của Đảng đoàn Mặt trận Trung ương của Thành ủy Hội An, đồng thời đề nghị tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả công tác vận động đoàn kết, tập hợp đồng bào các tôn giáo, xây dựng mối quan hệ gần gũi, cởi mở với các tôn giáo, phát huy được vai trò của các chức sắc trong việc tuyên truyền, vận động tín đồ tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hợp pháp chính đáng của đồng bào các tôn giáo để phản ánh, kiến nghị xem xét giải quyết, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra đã đi thăm và tặng quà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hội An và Hội thánh Truyền giáo Cao Đài Quảng Nam thành phố Hội An.